bán thành công vào cuối năm 2014. Ngày 11 tháng 1 vừa qua, Phú Mỹ Hưng tiếp tục mở bán đợt 3 dự án căn hộ Senate Valley. Đến 97% dự án đã được bán hết chỉ trong vòng 2 tiếng mở bán. Đây là không khí mở bán căn hộ đợt 3 dự án Scenic Valley tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Hơn 500 người đã đến tham gia buổi công bố. Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng phương thức rút thăm chọn mua sản phẩm. Tổng số lượng chào bán đợt 3 là 170 căn. Và chỉ trong 2 tiếng, chủ đầu tư đã bán thành công 97% số căn hộ được tung ra đợt này. Không ít người mua thành công đã bày tỏ sự hài lòng về dự án. Mình cũng có người bạn được kia ở đây đông lắm, nguyên nhóm mình đều ở trong khu này hết, là an ninh rất là tốt. Mình thấy giống như mình đi qua đây thường thì xe cộ hay là chưa có thấy cái tình trạng mà giật dọc hay là cái gì bên này hết, rất là tốt, là sạch sẽ nữa. Các căn hộ được tung ra thị trường đợt này có nhiều ưu điểm riêng về diện tích và vị trí. Căn hộ tòa nhà C có diện tích từ 79 đến 155 m². Đây là một trong ba tòa nhà có vị trí trực diện với dòng sông cảnh quan, vị trí đẹp nhất trong tổng thể dự án Scenic Valley. Trong khi các căn hộ nhà H có hai diện tích 70 và 77 m², tầm nhìn đối diện hoa viên đô thị và hướng về khu The Resin. Ta đã thấy là cái môi trường Phú Mỹ Hưng nó đã hoàn thiện như thế nào. Gần như là các sản phẩm Phú Mỹ Hưng đưa ra thì khi khách hàng mua, khách hàng có thể có sử dụng được rất nhiều cái nhu cầu. Ví dụ có thể để ở cũng rất tốt, bởi vì xung quanh môi trường đã rất tốt. Với những điều kiện sống từ giáo dục, y tế đến tất cả những yếu tố liên quan cuộc sống đều đã gần như là có mặt đầy đủ và hoàn chỉnh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thứ hai là nếu mà trong trường hợp mà chưa sử dụng thì hiện nay cái nhu cầu mà nhà để thuê ở Phú Mỹ Hưng cũng tương đối cao và cái giá trị cũng tương đối tốt, thì nó giúp cho khách hàng có rất nhiều cái hướng để sử dụng ngôi nhà một cách hiệu quả. Scenic Valley là dự án thứ hai tọa lạc trong khu y tế điều dưỡng của đô thị Phú Mỹ Hưng, mật độ xây dựng chỉ 30%, phần còn lại dành cho không gian mở, giao thông và tiện ích ngoài trời. Khá nhiều ngân hàng đã tham gia cùng tài trợ tài chính cho người mua dự án này, ngoài chương trình lãi suất của Vietcombank, còn các ngân hàng Shinhan, Sacombank và VPBank. Lịch thanh toán dài hạn áp dụng cho hai tòa nhà C và tòa nhà H của dự án Scenic Valley lần lượt là 30 tháng và 27 tháng.